Về khung ngực á, thì là các bạn thấy là chị này có cái khung ngực là xa rộng, và đặc biệt chị này có khung ngực rộng. Mẹ em sửa cho da thì không có chảy xệ, da thì vừa đủ, mô tuyến nhỏ mà khung ngực thì khá là rộng. Khung ngực chị này là 12.5 cm. Thì các bạn biết một cái khung ngực mà 12.5 cm là có khả năng đặt những cái size rất cao. Tuy nhiên thì chị cái hàng này cũng mong muốn là không to, không chị đây hoàn toàn không to. Như vậy rõ ràng trong việc mà lựa chọn đánh giá, trong việc đo đạt chỉ số và cái mong muốn khách hàng cũng là một yếu tố để bác sĩ ước chừng và định cái size cho khách hàng sao phù hợp. Như vậy với một cái ngực rộng mà khách hàng không muốn to thì chúng tôi mới chọn được cái loại túi đảm bảo đủ cái độ rộng cho khách hàng nhưng mà độ nhô không nhiều. Như vậy thì khách hàng này chọn túi Nano Chip Mini, khác với Nano Chip DB. Nano Chip Mini là một dòng túi mà độ nhô không nhiều nhưng mà đảm bảo về độ rộng của ngực để giúp cho ngực chị lại căng tròn nằm trong cái khung ngực của chị. Dạ vâng, em xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ ạ. Dạ bác sĩ ơi, thì đối với trường hợp như vậy thì chúng ta hôm nay đã dùng phương pháp gì để cải thiện cái tình trạng ngực của chị ạ? Dạ, như vậy thì các bạn tiếp tục xem hình chiếc mẫu để mình nói cho bạn xem để cái đánh giá bắt đầu của chị nha. Thì các bạn nhìn thấy là thứ nhất là chị này có quần cú khá là nhỏ. Như vậy thì mà lựa chọn đường mẫu thì chúng tôi quyết định là phẫu thuật lấy ngực nội soi đường nách. Lý do cái quần cú nhỏ và cái việc mà mổ đường nách thì giấu được sẹo trong hàm nách, và chị này cũng mong muốn là cái sẹo mình không thấy trên ngực của mình. Như vậy phẫu thuật nội soi đường nách là một chỉ định phù hợp về lấy ngực cho chị này, đúng như mong muốn của chị và đúng với các chỉ số ngực của chị hiện có là quần cú nhỏ và cái chân ngực của chị thì cũng có nhưng mà mờ. Như vậy rõ ràng cái việc phẫu thuật lấy ngực nội soi đường nách đối với chị. Về vị trí chân ngực, các bạn thấy hai chân ngực khá đều nhau như thế nào? Chân ngực này ta đang bóc tách cái khoang và chân ngực đều nhau. Về ngực trên, giới hạn trên của ngực cũng khá là đều nhau, hai bên đồng đều nhau. Đó. Về độ rộng của ngực, các bạn thấy nè, túi ngực không bè ra ngoài trong khi thế nằm. Một cái ngực mà túi ngực không bè ra ngoài trong khi thế nằm là một ngực khá là đẹp, nó giữ uyên phong như thế này. Đó, hai bên ngực không bị bè ra ngoài, nằm đúng hoàn toàn trong khung ngực của chị. Như vậy việc đo đạt đánh giá chỉ số ngực ban đầu là rất là quan trọng. Và về khe ngực thì các bạn thấy khe ngực tư thế nằm thì tư thế nằm lúc nào cũng có khuynh hướng mô tuyến đưa cái hai bên. Như vậy tư thế nằm mà chị được cái khe như thế này thì cũng là đã yêu cầu. Do trường hợp của chị này các bạn biết là khung ngực là 12.5 cm và cái mong muốn của chị là không muốn to, cho nên bác sĩ sẽ chọn cái túi là Nano Chip Mini để đảm bảo cái độ rộng của ngực đạt. Chính vì vậy cái độ vung lên các bạn thấy nó vừa phải, chị này cái độ vung ngực lên vừa phải thì đó là cái nhu cầu của chị.